Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hồng phim. Các bạn thân mến, nếu bạn là một mọt phim hoa ngữ chính hiệu, chắc chắn không còn xa lạ với cái tên Triệu Lộ Tư đúng không? Nếu bạn là fan của nữ diễn viên này thì đừng bỏ qua 15 bộ phim mà chúng mình giới thiệu sau đây nhé. 1. Tinh Hán Sát Lạn. Tinh Hán Sát Lạn kể về câu chuyện sau khi bà ngoại qua đời, nữ chính Du Thái Linh, Triệu Lộ Tư, xuyên không tới thời cổ đại. Ở đây, cô có tên là Trình Thiếu Thương, con gái út của một gia đình có truyền thống võ thuật. Cha mẹ vì mải mê chinh chiến nên mang theo ba người anh trai ra trận, giành địa bàn 10 năm, để cô ở nhà với bà nội và người thím khắc nghiệt. Sau này, cô nàng rơi vào ba cuộc hôn nhân với ba tấm chồng, ai cũng tạo nên nhiều tình huống giở khóc giở cười cho cô nàng. 2. Thả thí thiên hạ Thiên hạ chia làm 7 phần, hoàng tộc được tôn trọng. Phía dưới là lục quốc do lệnh huyền thiết ca trị, Lúc đó thì đã xuất hiện hai vị cao thủ kiên xuất, một bên là Hắc Phong Tức, bang chủ ấn huyền thủy tạ, một bên là nữ cao thủ Bạch Phong Tịch. Bạch Phong Hắc Tức, hai người vừa là bằng hữu vừa là đối thủ. Mỗi lần gặp gỡ là một lần giao đấu, ngang tài ngang sức khiến thiên hạ phải ngưỡng mộ. Nhưng bản thân Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch đều giấu những bí mật riêng về thân thế của mình, cũng như mục đích họ bước chân vào giang hồ. Lúc này, huyền thiết lệnh của hoàng tộc bị đánh cắp. Với câu nói lưu truyền dân gian, có được huyền thiết lệnh sẽ có được thiên hạ, khiến lục quốc đều nóng lòng tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này. Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch cũng không thể đứng ngoài. ba Vụng trộm không thể giấu Vụng trộm không thể giấu kể về cô gái tang trĩ yêu nhầm chàng trai đoàn gia hứa từ 7 năm trước, nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình, không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng sẽ có một ngày có thể sánh bước bên anh. 7 năm sau, Tăng Trĩ chẳng thể ngờ nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực. 4. Thần ẩn Thần ẩn của tác giả tinh linh có nội dung xoay quanh nữ chính là đời sau của thượng cổ. Trong kiếp đoàn mệnh xui xẻo thứ 27 của mình, A Âm đứng trên cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn canh giữ cầu, đòi công đạo. Tu Ngôn nói với nàng ấy rằng, chịu số mệnh sao trội xứ cả như thế, chỉ có hai khả năng, một là nàng ấy đã đắc tội với một đại nhân vật vô cùng lợi hại nào đấy trong thần giới hai là do bản thân nàng chính là đại nhân vật ấy a à âm, khịt mũi tỏ về khinh bỉ từ sau khi chân thần bạch quyết tấn thế thế giới thượng cổ đóng lại trong tam giới đã sớm không còn đại nhân vật nào có sức mạnh cường đại thật sự nữa rất lâu sau này a à âm mới biết rằng câu trả lời của tu ngôn chẳng sai chỉ tiếc rằng trong tam giới bát hoang ngàn năm sớm đã không còn a à âm nữa lần cuối nàng ấy gieo mình xuống vong xuyên, sau cùng cũng hiểu rõ một chuyện, tiền yêu thần ma cũng chỉ là những hạt cát li ti trên thế gian, tiền yêu thần ma sinh ra trên cõi đời, cuối cùng cũng có một ngày tan biến, tựa như nàng vậy. phim xác nhận do triệu lộ tư và vương an vũ đồng Chính đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo mặt phim. năm, trần thiên thiên trong lời đồn trong phim nàng biên kịch trần thiên thiên đã viết một cuốn tiểu thuyết và đã được mua bản quyền để truyền thể thành phim. Tuy nhiên, nam chính của phim lại chất vấn cô quá nhiều về nhân vật mà anh ta đảm nhiệm. Vì để chứng tỏ khả năng của mình mà nàng biên kịch này đã bị mắc kẹt trong cuốn tiểu thuyết ấy. Nàng là một tam công chúa độc ác, sống không qua nổi tập 4. Để đảm bảo toàn tính mạng cho mình, nàng đã làm đủ mọi cách để thay đổi cốt truyện. 6. Trường ca hành Trường ca hành là một bộ phim cổ trang, thiên hướng lịch sử được chuyển thể từ truyện tranh cung tết nổi tiếng của nhà văn Hạ Đạt, với sự tham gia góp mặt của những ngôi sao như Ngô Lỗi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, xoay quanh công trí Lý Trưởng Ca, Địch Lệ Nhật Ba và hành trình mai danh ẩn tức, cứu đất nước đang gặp nâm nguy. Trong trường ca hành, Triệu Lộ Tư thủ vai Lý Lạc Yên là chị em họ của Lý Trưởng Ca, từ nhỏ cả hai đã cuốn quyết bên nhau. Lý Trường Ca tính cách mạnh mẽ, còn Lý Lạc Yên tốt bụng dịu dàng là công chúa nhưng khi thất lạc giữa nhân gian đối diện với đói nghèo và chết chóc lạc yên vẫn vững vàng vượt qua tất cả để tìm đường trở về nhà và trưởng thành hơn 7. quốc tử giám có một nữ đệ tử quốc tử giám có một nữ đệ tử là bộ phim kể về tang kỳ cô là con gái của tang tường quân vì thế mà tính tình cô rất giống con trai lại rất giỏi võ công một lần nọ có dịp vào kinh thành, cô nhận nhiệm vụ là đưa túi thơm cho một thầy giáo tại Quốc Tử Giám là Yến Vân Chi và mời anh cùng mình đi chơi hội. Nếu không hoàn thành, cô phải hát tại lễ hội, trong khi đó cô không giỏi về khoản này cho lắm. Không còn cách nào, cô đành phải lên kế hoạch tiếp cận anh ta bằng cách xin nhập học ở Quốc Tử Giám. 8. Xuân Hoa Thu Nguyệt. Con gái lôi lôi tham gia một chương trình xuyên không để tìm tình yêu thời cổ đại. Trong thế giới ấy, cô có tên là Xuân Hoa và gặp gỡ Tiêu Bạch. Cứ ngỡ đây là định mệnh của chính mình, Xuân Hoa đã ra sức làm mọi thứ để có thể ở bên anh. Nhưng sự xuất hiện của Thượng quan Thu Nguyệt đã khiến cô bị cuốn vào cuộc chiến tranh giữa Hắc Đạo và Bạch Đạo. Dù vậy thì cả Xuân Hoa và Thu Nguyệt cũng dần dần nhận ra tình cảm của bản thân. 9. Tam Thiên Nhà Sát lấy bối cảnh vào thời thượng cổ đất nước đại yến đang trên bờ diệt vong công chúa đàm xuyên do triệu lộ tư thủ vai đã quyết tâm đi tìm linh đăng thượng cổ để giải cứu nhân dân trong hành trình đó cô gặp được phó cửu vân người hết lòng bảo vệ cùng cô tìm được linh đăng nhưng phó cửu vân là một tâm hèn một khi đinh đăng được mở ra thì đồng nghĩa với việc anh cũng hoàn toàn biến mất vì quá thương nhớ cửu vân mà đàm xuyên tình cảm của họ làm trời đất động lòng cho hai người gặp lại nhau 10. Ôi hoàng đế bệ hạ của ta Ôi hoàng đế bệ hạ của ta là câu chuyện của cô nàng Phan Gơn vì vội đến buổi biểu diễn của thần tượng mà gặp tai nạn. Lúc đó cô đã xuyên không đến hoàng đạo quốc. Xui xẻo lại ập tới khi cô trở thành kẻ đứng đầu của phe phản diện. Những lần đấu đá với 12 tinh chủ là những lần giở khóc giờ cười đến nỗi việc cô bị bắt vào ngục đều như cơm bữa. 11. Vô tình nhặt được tổng tài câu tình nhà được tổng tài kể về tình yêu của cố An Tâm và Lăng Việt. Về phần nam chính, anh là con nuôi của nhà họ Lăng nhưng lại rất tài giỏi và có phần lạnh lùng khó gần. Còn cố An Tâm là một cô nàng mạnh mẽ và đặc biệt mê tiền. Vì sự đố kỵ mà người anh Lăng Phương đã đẩy Lăng Việt xuống biển, nhưng anh ngờ vừa mới bò lên bờ thì bị An Tâm và phải để bảo toàn tính mạng, anh phải trả vờ mất trí nhớ và buộc cô đưa về nhà chăm sóc. Từ đây bí mật về thân thế của cả hai cũng dần được mở ra. 12. Yêu em từ dạ dày Bộ phim là câu chuyện tình yêu giữa anh chàng tổng tài có tuổi đã ngoài tam tuần và cô nàng ngọt ngào cố tháng nam. Một cô gái đang độ tuổi đôi mươi nhưng đã làm siêu lòng người đàn ông lãnh đạm này bởi tài nghệ nấu ăn xuất chúng. 13. Manh thê thực thần Bộ phim kể về Diệp Gia Giao, Trùng Đan Nhi Là một cô gái thời hiện đại bất ngờ xuyên không qua thiên thạch thần kỳ, trở thành con gái của chi phủ Diệp Bình Hoài. Khi tỉnh dậy, cô bất ngờ bị bắt góc trên hắc phong trại. Với tài nấu ăn và tư duy hiện đại, Diệp Gia Giao đã biến Nguy thành an và thu phục được trái tim hạ thuần dư, triệu kiện. Trong phim, triệu lộ tư vào vai liễu y y, mỏng manh xinh đẹp, khắp một trời một vực với ác nữ mã tuyết vân của Phượng Tù Hoàng. Những bộ xiêm y của nhân vật này càng làm tôn lên nét thủy mị dịu dàng, cũng chỉ là một vai nhỏ của bạn Hạ Thuần Dư, nhưng cô cũng bị cuốn vào mối tình tay ba đầy ghét tuông với nữ chính Diệp Gia Đao. 14. Câu chuyện cảm động nhất. Trong phim Câu chuyện cảm động nhất, Trương lụa Tư vào vai Bối Nhĩ Đoá, một nữ diễn viên lồng tiếng có ước mơ được đi du học Nhật Bản, xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, cô quyết định tham gia chương trình hẹn hò để kiếm tiền thực hiện giấc mơ. Khi ấy, cô được ghép đôi với nghệ sĩ lông nhạt nhẽo và lạnh lùng. Họ cũng bắt đầu sống cùng nhau từ đó, cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, trải qua bao chuyện buồn vui, tình cảm của họ cũng từ đó mà nảy nở. 15. Thành năng truyện Thanh Năng Chuyện là bộ phim xuyên không mà triệu lộ tư vào vai Diệp Vân Thường. Trong giấc mơ, cô thấy mình được một con chim lớn đưa đến vùng đất thần tiên và gặp một tinh thần. Anh đưa cô đi khắp nơi, học hỏi nhiều điều kỳ thú ở đấy, rồi cả hai xuyên không đến thực tại. Thời điểm mà cuộc chiến tranh Trung Nhật đang diễn ra vô cùng khốc liệt, cả hai đã sắt cánh bên nhau cùng chữa trị cho biết bao nhiêu người, đồng thời giữa họ cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Vừa rồi là top 15 bộ phim hay nhất do Triệu Lộ Tư tham gia đóng chính. Bạn yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình của biết nhé! Nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Hóng Phim. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!